Thời gian gần đây, netizen liên tục xôn xao với thông tin vợ chồng Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long đã bí mật ly hôn sau 8 năm mặn nồng. Phía hai diễn viên đều không lên tiếng về tin đồn này. Tuy nhiên mới đây, Lưu Thi Thi đã có những chia sẻ bên lề. Khi tin đồn ly hôn bùng lên, Ngô Kỳ Long xuất hiện với diện mạo gầy gò khiến nhiều người đồn đoán tâm trạng anh không tốt do vợ chồng chia tay. Còn Lưu Thi Thi bị phát hiện không còn đeo nhẫn cưới. Có những đăng tải khó hiểu và tâm trạng trên mạng xã hội. Ngoài ra, Ngô Kỳ Long cũng gây bàn tán khi đăng video đón năm mới một mình. Theo Sohu, trong đêm giao thừa vừa qua, địa chỉ IP trên Weibo của anh và Lưu Thi Thi đều hiển thị ở Thượng Hải, nhưng cả hai không hề có bất kỳ tương tác nào. Đáng nói, cặp sao quyền lực này từ lâu đã không tương tác trên mạng xã hội, không còn gửi lời nhắn đến nhau trong những dịp đặc biệt. Tài tử sinh năm 1970 cũng không có động thái ủng hộ bà xã khi phim mới của người đẹp họ Lưu vừa lên sóng cách đây ít lâu. Ngày 7 tháng 1, Sohu đưa tin mới đây Lưu Thi Thi đã trả lời phỏng vấn về phong cách sống và quan điểm giữ kín thông tin đời tư của cô. Đây cũng được coi là phát ngôn mới nhất của bà xã Ngô Kỳ Long sau khi ồn ào ly hôn thời gian vừa qua. Lưu Thi Thi cho biết dù đã đóng phim nhiều năm, cô vẫn cảm thấy khó chịu và không thể quen với những ống kính chĩa về phía mình và người thân ngoài đời thật. Nữ diễn viên thẳng thắn, tôi không muốn trả lời các câu hỏi về đời tư cá nhân, tôi cũng luôn từ chối các lời mời tham gia show giải trí dài hạn. Nữ chính Bộ Bộ Kinh Tâm cũng cho biết cô luôn rạch ròi có sự tách biệt rõ ràng giữa công việc và cuộc sống đời thường. Mặc dù công việc hiện tại của tôi chắc chắn sẽ bao gồm cả cuộc sống, nhưng tôi nghĩ rằng sự giao nhau này cũng cần phải có một mức độ, Lưu Thi Thi khẳng định sẽ không chia sẻ các vấn đề cá nhân với truyền thông. Theo Sohu, câu trả lời của nữ diễn viên lý giải nguyên nhân cô và ông xã hơn 17 tuổi Ngô Kỳ Long thường xuyên bị đưa tin lạnh nhạt với nhau và có dấu hiệu hôn nhân trục trặc. Trên trang cá nhân của mình, Lưu Thi Thi không chia sẻ hình ảnh về chồng con. Ngày đầu năm, Ngô Kỳ Long đăng video chúc mừng năm mới tới khán giả. Tuy nhiên trong bài viết, nam diễn viên chặn các từ như Lưu Thi Thi, ly hôn, càng làm dấy lên những lo ngại của người hâm mộ. Netizen xứ Trung tin rằng cặp đôi đẹp bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ sẽ được ai đấy đi sau nhiều năm bên nhau. Tôi không đáp trả những tin đồn thất thiệt, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi dùng hành động để chứng minh tình cảm của họ vẫn bền chặt. Mỗi khi Lưu Thi Thi đóng phim, Ngô Kỳ Long thường đưa con tới phim trường và động viên vợ. Cụ thể, hồi tháng 7 vừa qua, tài tử sinh năm 1970 được phát hiện đưa con trai đến phim trường Hoành Điếm để thăm vợ. Những năm gần đây, nam diễn viên giảm bớt khối lượng công việc, không nhận dự án phim mới để có thời gian ở bên con trai, trong khi Lưu Thi Thi đều đặn xuất hiện trên màn ảnh, đắt sâu quảng cáo sự kiện. Tuy vậy, khán giả yêu mến cặp đôi không thể ngờ nghĩ sâu xa khi mà trong một vài lần vướng phải tin đồn ly hôn vào năm 2022, chỉ vì cả hai hầu như không có đăng tải hình ảnh chụp chung, sống kín tiếng. Ngay lập tức, đại diện hai bên đã lên tiếng đính chính và khẳng định gia đình nam diễn viên vẫn đang êm ấm, đồng thời khẳng định sẽ nhờ pháp luật xử lý những bên tung tin thất thiệt. Vậy mà đến nay, khi gặp những tin đồn tương tự, cặp sao lại chọn cách im lặng khác xa lúc trước khiến fan càng thêm lo lắng. Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ bởi chuyện tình đẹp và lãng mạn. Họ gặp nhau khi cùng hợp tác trong dự án Bộ Bộ Kinh Tâm. Sau khi phim đóng máy, họ chính thức hẹn hò. Chuyện tình của họ từng đối mặt với sự phản đối của người hâm mộ bởi khoảng cách tuổi tác. Khi họ bắt đầu tìm hiểu, Lưu Thi Thi đang là một diễn viên mới, triển vọng và chưa từng vướng thị phi. Trong khi đó, Ngô Kỳ Long đã là một ngôi sao có tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân ồn ào và hơn bà xã 17 tuổi.